Thưa quý vị, mới đây Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn số 3362 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên cả vợ và chồng. Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trước đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị địa phương khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp mới hoặc cấp đổi sổ đỏ ghi tên cả hai vợ chồng. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Chương trình chính sách đất đai kỳ này, phóng viên của chúng tôi đã phỏng vấn luật sư Nguyễn Thế Tân, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh về nội dung vừa nêu. Thưa ông, với việc ghi tên cả vợ và chồng vào sổ đỏ thì có ý nghĩa giá trị pháp lý như thế nào ạ? Tài sản chung của vợ chồng đó là bất động sản, đó là đất đai, nhà cửa, tài sản gắn liền với đất đai và là bất động sản. Thì hình thành trong cái thời kỳ hôn nhân thì đó là tài sản chung của vợ chồng. Và về mặt nguyên tắc, tài sản chung của vợ chồng thì mà có đăng ký thì cái việc mà ghi tên hai vợ chồng được trình trên giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng và gọi là sổ đỏ thì là đương nhiên. Tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua chúng ta thấy rất là nhiều cái trường hợp tài sản chung của vợ chồng sổ đỏ chỉ đứng tên của một người chồng hoặc là người vợ, và đại đa số thì người chồng cũng tên nhiều hơn. Rõ ràng thì cái việc này đương nhiên nó không làm mất đi cái ảnh hưởng gì đến cái quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với cái tài sản là bất động sản đó. Nhưng mà trong cái giao dịch hàng ngày, trong cái giao dịch hoặc là khi có xảy ra tranh chấp thì nó ảnh hưởng đến cái quyền lợi cũng như là cái khó khăn cho cái người không có đứng tên trong sổ đỏ mà đại đa số là cái người vợ, là cái người phụ nữ. Chính vì vậy cho nên là ngày 12 tháng 3 2021 Phó Thủ tướng Chính phủ đã có cái chỉ thị, có cái công văn số 1606 gửi cho Bộ Tài nguyên Môi trường là thực hiện cái nhiệm vụ cái thực hiện cái việc mà cấp sổ đỏ lại, cấp sổ đỏ mới hoặc là đao đổi lại sổ đỏ có cái đầy đủ cái tên của người vợ, người chồng, phụ nữ trên cái cơ sở công văn 1606 ngày 2 tháng 3 2021 của văn phòng Chính phủ. Thì ngày 18 tháng 6 2021 Bộ Tài nguyên Môi trường có công văn số 3362 gửi cho tất cả các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc là cấp cái chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gắn liền, những cái tài sản gắn liền với đất có mang tên cả vợ và chồng. Thực ra thì cái đề xuất của Bộ Tài nguyên Môi trường này là không phải là quy định mới mà là cái văn bản cho rằng là rất là cần thiết nhằm tạo điều kiện để mà thuận tiện nhất để cho người dân cấp mới hoặc đổi sổ đỏ, thúc đẩy cái việc tuyên truyền người dân rõ hơn về cái việc mà làm thủ tục cấp đổi sổ đỏ mới theo quy định đứng tên cả vợ chồng này. Và tôi cũng cho rằng đây là bước tiến bộ mà cải thiện sự bình đẳng giữa nam và nữ trong cái việc tiếp cận quản lý đất đai. Quy định này cũng nhằm đảm bảo cái quyền lợi về cái quyền bình đẳng của người phụ nữ, tránh các cái việc khiếu kiện khiếu nại khi giải quyết các tranh chấp về đất đai nếu mà hai bên xảy ra cái mâu thuẫn về tranh chấp. Và cũng từng bước để tạo điều kiện cho cái người phụ nữ được chủ động tham gia các hoạt động về kinh tế, đóng góp cái phần xóa đói giảm nghèo. Còn về dưới góc độ pháp lý, việc ghi cả tên vợ chồng vào giấy chứng nhận bất động sản là tài sản chung của vợ chồng nhằm cái đảm bảo cái quyền bình đẳng của cả hai bên. Và cái điều này đã được pháp luật ghi nhận quy định tại cái khoản 4 điều 98 của luật đất đai 2003 cũng như là cái điều 76 43 2004 và khoảng 1 điều 34 luật hôn nhân gia đình năm 2004. Thì việc chỉ ghi tên vợ hoặc chồng trên giấy chứng nhận mà không làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng cũng như là cái quyền định đoạt của bên còn lại, và mọi cái hành vi định đoạt tài sản chung là bất động sản thì nhất định là phải có cái ý kiến bằng văn bản của cái người vợ hoặc là người chồng. Còn nếu như mà một bên đã tự ý định đoạt bất động sản mà không có văn bản thỏa thuận của người vợ, người chồng bên còn lại thì chắc chắn rằng là văn phòng công chứng sẽ từ chối việc công chứng cái giao dịch này, cũng như là ủy ban cấp xã cũng sẽ từ chối chứng thực cái giao dịch này. Và trong trường hợp vì một lý do nào đó mà cái thủ tục sang tên đã được thực hiện mà không có văn bản thỏa thuận này thì chắc chắn rằng tòa án cũng sẽ tuyên bố giao dịch đó là vô hiệu. Thì mặc dù là theo quy định tài sản chung của vợ chồng là phải đứng tên cả hai người, nhưng mà nếu như mà người dân có cái mong muốn có thể có văn bản yêu cầu chỉ để tên một người đứng cũng được, và vợ hoặc chồng cũng được.
Thưa ông, đối với các sổ đỏ cấp trước đây chỉ có đứng tên vợ hoặc tên chồng, mà nay thì vợ chồng muốn cấp lại cái sổ đỏ có cả tên vợ và chồng thì thủ tục thực hiện như thế nào ạ? Như tôi là mới vừa nói, cái bất động sản mà hình thành trong cái thời kỳ hôn nhân á, từ cái việc mà được tặng cho và cái thừa kế riêng á, thì cái việc mà trên cái giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đó chỉ đứng tên một người thôi, thì nó cũng không làm mất đi hoặc ảnh hưởng đến quyền sở hữu, cái quyền sử dụng của bên còn lại. Tuy nhiên, đối với những cái sổ này hiện tại, nếu như mà các bên có nhu cầu mà cấp đổi lại để ghi cả tên vợ chồng vào thì sẽ được cấp đổi lại và sẽ cập nhật thông tin của người vợ người chồng trên sổ đỏ, là để đảm bảo cái quyền chung, quyền sở hữu chung của cả vợ và chồng thực hiện theo các bước sau đây. Người sử dụng đất á, là sẽ nộp một bộ hồ sơ để cấp đổi cho cái văn phòng đăng ký đất đai, là bộ hồ sơ gồm có cái đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận theo cái mẫu số 10 DK và cái bản gốc giấy chứng nhận đất đã cấp thôi, và cái bộ hồ sơ này sẽ được nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, và văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào cái đơn đề nghị và trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận là quyết định cập nhật lại chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao cái giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc là gửi cho ủy ban cấp xã để trao cho cái người đó đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. Cái thời gian thực hiện thủ tục này là trong vòng 7 ngày. Thưa quý vị, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn được gọi là sổ đỏ, ghi tên cả vợ và chồng, được xem là bước tiến bộ cải thiện sự bình đẳng giữa nam và nữ trong việc tiếp cận và quản lý đất đai. Quy định này cũng đảm bảo quyền lợi của người phụ nữ nếu hai bên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp hoặc phải phân chia tài sản. Quý vị thân mến, chương trình Chính sách đất đai kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.